Rainer G. Thomann là một nhà sử học, xã hội học, đồng thời cũng là một doanh nhân và nhà đầu tư bất động sản thành công. Ông đã từng tới Việt Nam để giới thiệu một cuốn sách dạy làm giàu của mình. Trong đó có lần ông khẳng định rằng mình là một người bạn thân thiết của Việt Nam và sẽ đến thăm thường xuyên trong vài năm tới. Tuy nhiên thì mới đây, một bài phân tích về kinh tế Việt Nam của ông được đăng lên website The Article đã gây nên nhiều tranh cãi. Bài viết có tựa đề Tại sao người Việt Nam ngưỡng mộ chủ nghĩa tư bản? Cụ thể, Rainer G. Thomann viết, về mặt chính thức, Việt Nam tự gọi mình là xã hội chủ nghĩa, nhưng kể từ khi đổi mới vào cuối năm 1980, đất nước này đã dần chuyển sang nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã mở cửa với thế giới bên ngoài nhiều hơn cả Trung Quốc. Họ chào đón các nhà đầu tư tư nhân và tinh thần khởi nghiệp đang lan rộng khắp cả nước. Tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Ý kiến Dư luận đã thực hiện một cuộc khảo sát qua điện thoại với 800 người. Chúng tôi muốn biết hệ thống kinh tế nào trên thế giới được người Việt Nam ngưỡng mộ nhất. Vì vậy, chúng tôi đã hỏi liệu họ có quan điểm tích cực hay tiêu cực về hệ thống kinh tế ở các quốc gia sau. Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan, Pháp, Singapore, Hoa Kỳ và Nga. Kết quả là, những nước được hâm mộ nhất đều là những nước tư bản với tỷ lệ là Nhật Bản 82%, Hàn Quốc 79%, Singapore 78%, Hoa Kỳ 71% và Nga cũng tương tự là 71% tỷ lệ tán thành. Ngược lại, hai quốc gia tự mô tả mình là xã hội chủ nghĩa như Việt Nam lại nhận được mức độ yêu thích thấp nhất. Chỉ có 40% số người Việt Nam được hỏi ngưỡng mộ hệ thống kinh tế của Trung Quốc, trong khi 55% nói rằng họ không tán thành hệ thống này. Tỷ lệ người được hỏi thích hệ thống kinh tế của Triều Tiên thậm chí còn thấp hơn, ở mức 35%, trong khi 38% phản đối nó. Tuy nhiên, có thể kết quả này chỉ thể hiện sự yêu thích và thù ghét của người Việt đối với các nước. Ví dụ, Việt Nam biết rằng Hoa Kỳ từng gây ra chiến tranh Việt Nam, nhưng nhìn chung họ lại nhận được cái nhìn thiện cảm của người Việt. Trong khi đó, Trung Quốc lại có hình ảnh rất tiêu cực ở Việt Nam. Với những người trẻ dưới 30 tuổi tham gia khảo sát, hệ thống kinh tế Mỹ được yêu thích thứ hai, chỉ đứng sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Trái lại, mô hình kinh tế của Triều Tiên không được người trẻ Việt Nam ủng hộ. Mặc dù Việt Nam tự nhận là xã hội chủ nghĩa, nhưng người dân nước này, đặc biệt là giới trẻ, lại đứng về phía các nước tư bản như Nhật Bản và Mỹ. Người dân Việt Nam đã học được rằng chủ nghĩa tư bản không phải là nguyên nhân gây ra đói nghèo như nhiều người ở phương Tây vẫn tin. Trái lại, người Việt tin rằng chỉ có chủ nghĩa tư bản mới giúp người dân thoát khỏi đói nghèo. Trước khi bắt đầu cải cách kinh tế, mỗi khi mùa màng thất thu đều dẫn đến nạn đói và Việt Nam phải dựa vào sự hỗ trợ từ chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc và hỗ trợ tài chính từ Liên Xô và các nước khối Đông Âu khác. Cuối năm 1993, vẫn còn 79,7% dân số Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói. Đến năm 2006, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 50,6%. Và năm 2020, con số này là 5%. Hiện tại, Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất thế giới với nền kinh tế sôi động, tạo cơ hội lớn cho những người dân chăm chỉ và các doanh nhân. Từ một quốc gia mà trước khi cải cách thị trường bắt đầu không thể sản xuất đủ gạo để nuôi sống người dân của mình, họ đã trở thành một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới và cũng là nhà xuất khẩu mặt hàng điện tử lớn. Nếu Việt Nam tiếp tục đi theo con đường thị trường tự do hiện nay và thực hiện thành công những cải cách còn dang dở, thì Việt Nam có cơ hội tốt để trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, nếu Việt Nam giống như Trung Quốc trong những năm gần đây, quên mất lý do tại sao họ lại đạt được những cải thiện to lớn về mức sống và quay trở lại phụ thuộc nhiều hơn vào nhà nước, thì họ sẽ tự đánh mất đi một cơ hội lớn. Một phát hiện khác của chúng tôi trong cuộc khảo sát ở 35 quốc gia là ở hầu hết các nước, mọi người thường liên tưởng chủ nghĩa tư bản với những thuật ngữ tiêu cực. Ngược lại, ở Việt Nam, người ta có xu hướng gắn chủ nghĩa tư bản với những đặc điểm tích cực, chẳng hạn như tiến bộ, đổi mới, hàng hóa đa dạng, thịnh vượng và tự do. Các thuật ngữ tiêu cực như tham lam, tham nhũng hoặc là lạnh lùng được rất ít người Việt gắn cho chủ nghĩa tư bản. Đó là toàn bộ bài viết của tác giả Rainer G. Thomann được đăng tải trên website The Article. Đầu tiên thì theo mình, chỉ với 800 người tham gia khảo sát mà có thể đưa ra nhận định rằng người Việt Nam ngưỡng mộ chủ nghĩa tư bản thì kết luận này thật sự là không được đáng tin cậy cho lắm. 800 người là một con số quá nhỏ và khó để nhận định là họ có thể đại diện cho tiếng nói cho gần 100 triệu người dân Việt Nam được. Thứ hai là kết quả khảo sát này chỉ có thể phản ánh thiện cảm của những người được hỏi về đất nước khác mà thôi, chứ không thể nói rằng là họ thích mô hình kinh tế của quốc gia đó được. Ví dụ những quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Mỹ sẽ dễ dàng được mọi người yêu thích. Ngược lại, Trung Quốc và Triều Tiên thì dễ bị ghét, bởi vì là rất khó để một người bình thường có thể biết rõ mô hình kinh tế của quốc gia khác được vận hành như thế nào.
Nếu không phải là một doanh nhân hay là nhà kinh tế học thì kể cả là bạn có đi hết các quốc gia kể trên cũng không thể chỉ ra điểm khác biệt trong mô hình kinh tế của họ được. Do đó việc yêu hay là ghét một quốc gia theo khảo sát trên có lẽ chỉ là đánh giá chủ quan của mọi người theo như những gì mà họ nghe và thấy được từ truyền thông của Việt Nam mà thôi. Mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay Nga thì khỏi bàn rồi. Vậy nên là cái việc họ được mọi người yêu thích cũng không có gì là lạ. Ngược lại, Trung Quốc thường xuất hiện với những thông tin như là tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, đâm tàu Việt Nam. Triều Tiên thì thường là cảnh nghèo đói, nhịn ăn để làm tên lửa hạt nhân, rồi người dân Triều Tiên phải tìm cách trốn khỏi quốc gia của mình. Chả biết là những thông tin đó thì có bao nhiêu phần trăm là sự thật, thế nhưng mà khi người ta nghe được nhiều thì sẽ sinh ra ác cảm với những quốc gia đó, và kết quả là cuộc khảo sát trên đã phản ánh tất cả. Trong bài viết của ông Rainer Gittelman có nói đến một vấn đề là người dân Việt Nam đã học được rằng chủ nghĩa tư bản không phải là nguyên nhân gây ra đói nghèo như nhiều người ở phương Tây vẫn tin. Trái lại, người Việt tin rằng chỉ có chủ nghĩa tư bản mới giúp cho người dân thoát khỏi đói nghèo. Vấn đề này thực ra cũng rất là dễ hiểu. Phương Tây thường xuất hiện trên truyền thông Việt Nam với hình ảnh nguy nga tráng lệ. Người dân thì có cuộc sống thoải mái, tự do. Vậy nên mọi người sẽ dễ dàng nghĩ rằng cứ cái gì xuất phát từ phương Tây cũng đều là tốt cả. Người phương Tây thì hiểu rõ kinh tế quốc gia nào cũng có chu kỳ lên xuống. Khi kinh tế đi xuống, nhiều người mất việc, mất nhà cửa, lâm vào cảnh bần cùng. Trong khi người giàu thì lại càng giàu lên. Bởi vậy, người phương Tây đổ lỗi cho nền kinh tế tư bản đã tạo ra sự đói nghèo cho người dân. Các cuộc biểu tình trong những năm gần đây ở các nước châu Âu chính là ví dụ tiêu biểu cho điều này. Người Việt không nhìn thấy những viễn cảnh đó cho nên dễ dàng tin vào sự thịnh vượng của châu Âu, tin vào chủ nghĩa tư bản có thể giúp người dân giàu có. Khi bạn sống ở nơi nào, bạn sẽ biết được những góc khuất ở đó. Vậy nên nhận xét trong bài viết là điều hết sức bình thường. Theo mình, việc lựa chọn đi theo con đường nào, theo mô hình kinh tế gì là việc của nhà nước. Các lãnh đạo quốc gia được bầu lên sẽ phải làm công việc đó. Còn công việc của chúng ta sẽ là chăm chỉ làm việc để cải thiện cuộc sống của chính mình. Và chỉ có như vậy mới mong khá lên được. Bởi nếu như là bạn là kẻ lười biếng thì dù bạn có sống ở đâu ấy thì vẫn nghèo mà thôi. Thậm chí không làm gì mà đòi có ăn ấy thì ở tư bản có khi còn chết đói nhanh hơn ở Việt Nam. Để hiểu rõ nhà nước đi theo mô hình kinh tế nào có quyết định sự giàu nghèo của bạn hay không ấy, thì ta hãy tham khảo một cuộc khảo sát gần đây về xem xét thái độ của người dân ở 11 quốc gia đối với việc theo đuổi sự giàu có. Khi được hỏi tầm quan trọng của việc làm giàu đối với họ, trung bình 28% người ở các nước châu Âu và Hoa Kỳ trả lời rằng điều đó quan trọng hoặc rất quan trọng đối với họ. Ở Trung Quốc là 50%, ở Việt Nam là 76%. Chính Rainer Gittelman từng dựa vào khảo sát này và kết luận rằng hình ảnh người giàu ở Việt Nam tốt hơn nhiều so với các nước châu Âu và sự đố kỵ trong xã hội cũng thấp hơn nhiều. Ở Việt Nam, người giàu không phải là vật tế thần mà là hình mẫu. Ví dụ điển hình của Việt Nam chứng minh một cách ấn tượng rằng chủ nghĩa tư bản không phải là vấn đề mà là giải pháp để đưa đất nước phát triển hùng mạnh. Trong đánh giá của nhà sử học, nhà xã hội học Rainer Gittelman, Việt Nam là một điển hình thành công của một đất nước theo chủ nghĩa xã hội với định hướng kinh tế thị trường. Một dân tộc mở lòng với những cựu thù, một quốc gia cộng sản với đường lối đúng đắn, sáng suốt, luôn sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp của chủ nghĩa tư bản để viết lên câu chuyện thành công của mình. Về mặt chính thức thì Việt Nam có thể được coi là quốc gia hình mẫu phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam xứng đáng là một biên niên sử, liên tục học hỏi, sửa chữa những điểm còn lại, cầu thị để tiến bộ hơn. Như chúng ta cũng biết, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu lao động hàng đầu khu vực. Ngoài các nước Âu, Mỹ và Đông Á ra, Việt Nam còn đưa người lao động sang các nước bạn láng giềng ở Đông Nam Á để làm việc, chẳng hạn như Philippines. Nhưng giờ đây tình thế có vẻ đã đảo ngược khi ngày càng có nhiều người Philippines đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội, chứ không phải là người Việt Nam tìm đến Philippines. Sự ngược đời này đã khiến cho một cư dân mạng cảm thấy thắc mắc và đặt ra câu hỏi trên trang mạng reddit.com để mọi người cùng thảo luận ngay. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem ý kiến của cư dân mạng gần xa nói về vấn đề này nhé. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, một anh bạn có nickname là Nguyễn Thành Đạt đã đặt ra một câu hỏi trên trang reddit.com rằng có khá nhiều người Philippines làm việc tại Việt Nam, tại sao lại như thế? Khi nhìn thấy rất nhiều giáo viên người ngoại quốc đang giảng dạy tại các trung tâm Anh ngữ hiện nay, nguyên văn của câu nói trên như sau. Gần đây tôi đã đăng ký vào một trung tâm Anh ngữ ở Việt Nam và tôi rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều giáo viên người Philippines ở đây. Mặc dù tôi biết là phần lớn dân số Philippines nói tiếng Anh,
nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao họ lại chọn làm việc và dạy học ở Việt Nam. Ý tôi là cả người Việt Nam và Philippines đều có GDP bình quân đầu người khá giống nhau, nên tôi không hiểu lý do gì mà người Philippines đến Việt Nam để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và ngoài ra thì nếu hầu hết người Philippines đều có khả năng dạy tiếng Anh thì tại sao các bạn không chọn đi Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan nhỉ? Họ trả tiền tốt hơn nhiều cơ mà. Và đến tận ngày hôm nay, tôi rất thích người giáo viên Philippines của mình. Anh ấy thực sự rất nhiệt tình và có vẻ yêu thích công việc đang làm. Tôi muốn hỏi thầy tại sao lại chọn Việt Nam làm nơi giảng dạy, nhưng lại sợ điều đó sẽ khiến cho thầy cảm thấy rằng tôi quá thô lỗ và vô ơn. Trước câu hỏi được đặt ra, anh bạn Joseph 2010-2011 nói rằng bởi vì Việt Nam rất dễ tiếp nhận giáo viên dạy tiếng Anh người Philippines. Họ không giống như các nước Đông Á khác hay phân biệt đối xử với giáo viên dạy Anh ngữ của nước bạn chỉ vì người Philippines sử dụng nó như là thứ ngôn ngữ thứ hai chứ không phải là ngôn ngữ chính thống của người da trắng. Vì vậy, bản thân tôi thích dạy tiếng Anh ở các nước Mỹ Latin xa xôi hơn là các nước Đông Á lân cận, nơi chỉ thích giáo viên dạy tiếng Anh là người bản xứ da trắng, chưa qua đào tạo chuyên môn cao. Vâng, những gì mà anh bạn này nói là không hề sai. Việt Nam với mức thu nhập trung bình rất dễ tiếp nhận giáo viên tiếng Anh người Philippines, có mức học phí thấp hơn rất nhiều với các giảng viên người Âu Mỹ khác. Tuy nhiên thì đội ngũ giáo viên người Philippines vẫn đảm bảo được chất lượng giảng dạy tốt, vì theo chỉ số thông thạo tiếng Anh của tổ chức EF, Philippines được xếp thứ 2 về năng lực Anh ngữ tại châu Á năm 2020 trong 562 quốc gia. Nhưng nếu so với người bản xứ thì tất nhiên là năng lực nói tiếng Anh của họ sẽ không thể nào sánh bằng. Vậy nên với những quốc gia giàu có và phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, họ sẽ có yêu cầu cao hơn về chất lượng giáo dục dành cho mình. Hơn nữa là chúng ta cũng nên biết rằng Việt Nam là một quốc gia mở cửa, có nét tính cách đôn hậu, vị tha nên rất thân thiện với người nước ngoài. Nhưng còn các nước Hàn, Nhật vẫn còn nặng nề tư tưởng truyền thống, họ sẽ đề cao người bản xứ hơn là những người nhập cư ngoại lai. Vậy nên cả trong cuộc sống đời thường, lẫn trong công việc, người lao động đến từ Philippines nói chung và các giảng viên người Philippines nói riêng phải đối mặt với nhiều yêu cầu khắt khe, đúng kiểu gây khó dễ của người dân bản địa. Họ ít khi nhận được sự chào đón nồng nhiệt như là khi đến với đất nước hình chữ S hiện nay. Điều này đã được cư dân mạng Informal File 1588 chia sẻ chi tiết như sau. Ở Hàn Quốc, rào cản gia nhập đối với người Philippines khá cao. Người Philippines được kỳ vọng sẽ có thành tích học tập vượt trội, bằng cấp cao và kinh nghiệm đáng kể, trong khi người bản xứ chỉ cần có hộ chiếu mà thôi. Còn đối với Nhật Bản, bạn phải tỏ ra thật thông minh trong việc đưa ra quyết định của mình. Theo đó, bạn sẽ có một vài cách khác nhau để kiếm được công việc giáo viên ESL ở Nhật Bản, nhưng phổ biến nhất là cách thông qua Akaiwa trường đàm thoại tiếng Anh. Tuy nhiên, những ngôi trường này lại nổi tiếng là đối xử tệ với giáo viên ESL nước ngoài, bất kể bạn là người Pinon hay là người da trắng. Điều này khiến cho rất nhiều người ứng viên tiềm năng thất vọng nặng nề. Và với tư cách là một người đã từng làm việc ở Nhật Bản, tôi phải nói rằng văn hóa việc làm ở đây thật tồi tệ. Vì vậy, mặc dù tôi vẫn đến thăm Nhật Bản nhiều lần với tư cách là một khách du lịch, nhưng tôi chưa bao giờ muốn gắn bó lâu dài với nơi đây. Tỏ ra tán đồng với anh bạn trên, bạn Anteng Quarantino viết: "Tôi đã nghe những câu chuyện như vậy từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan, nhưng không có câu chuyện nào được kể từ Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á khác." Cơ mà đây không phải là lý do duy nhất khiến cho người Philippines muốn làm việc và sinh sống dài hạn ở Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến tiếp theo của một cư dân mạng khác. "Tôi đã từng thử đăng ký vào một trung tâm Anh ngữ tại Việt Nam vì tôi muốn chuyển đến Việt Nam để trải nghiệm cuộc sống mới, xem tại sao ngày càng có nhiều người Philippines chuyển đến đây sinh sống dài hạn. Thật bất ngờ, không chỉ có giáo viên dạy tiếng Anh mà cả những người giúp việc, kỹ sư, bác sĩ cũng đang tìm kiếm công việc cho mình tại Việt Nam. Hầu hết những người này khi đã đến đây, họ đều rất hài lòng với công việc và cuộc sống hiện có. Họ tin rằng Việt Nam đang vượt xa Philippines về chất lượng cuộc sống khi mà tốc độ tăng trưởng GDP của Philippines không mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Bởi vì Philippines hầu như không thể sản xuất được gì và phải nhập khẩu mọi thứ, khiến lạm phát hàng năm tăng cao. Nó khiến cho người dân ngày càng trở nên nghèo khó và phải sống trong điều kiện tồi tệ không thể tưởng tượng ra. Nhưng tại Việt Nam thì mọi thứ đang ngày càng tốt hơn, mọi thứ đều rẻ hơn, đồ ăn cũng ngon hơn và mọi hoạt động vui chơi giải trí ở đây cũng đều thuận tiện hơn Philippines." Tiếp lời anh bạn trên, cư dân mạng Burhornis nói: "Việt Nam và Philippines có GDP và GDP đầu người tương tự nhau, nhưng điểm khác biệt lớn là Việt Nam thực sự đã vượt qua Philippines về các chỉ số kinh tế FDI và SDI. Việt Nam đang phát triển nhanh hơn Philippines và điều này nói lên sự kém cỏi của Philippines so với Việt Nam, một đất nước từng sống dưới sự xâm lược tàn bạo của Hoa Kỳ chỉ vài thập kỷ trước đây.
Vâng, quả thật là nhận định của cư dân mạng kể trên là hoàn toàn có cơ sở. Khi mà nghị sĩ Joey Sanseda, đồng thời cũng là chuyên gia kinh tế quốc tế, đã từng nhấn mạnh trong bài phát biểu có tiêu đề Philippines và Việt Nam, câu chuyện của hai quốc gia rằng Việt Nam đã vượt qua Philippines về FDI từ năm 1990, chỉ sau vài năm tiến hành công cuộc đổi mới cho nước nhà. Theo đó, ông Sanseda cho biết những tổn thất của Việt Nam trong quá khứ đã không ngăn được quốc gia này trở thành một trong những nền kinh tế tiến bộ nhất khu vực Đông Nam Á. Bởi Việt Nam đã rất thành công trong việc thu hút vốn FDI nhờ chính sách mở cửa thị trường linh hoạt. Họ đã vượt qua Philippines về thu nhập bình quân đầu người, đồng nghĩa rằng người Việt Nam hiện giàu có hơn người Philippines. Nói có sách mách có chứng, theo các số liệu thống kê của nhiều tổ chức kinh tế quốc tế gần đây cho thấy, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng một người, tương đương 4.110 đô la, tăng 393 đô la so với năm 2021. Trong khi đó, GDP bình quân của Philippines chỉ đạt khoảng 3.597 đô la và bị Việt Nam bỏ xa. Còn về mức chi tiêu thì quả thật ngược đời, khi người Philippines có thu nhập thấp hơn người Việt Nam nhưng lại bỏ ra số tiền lớn hơn cho các hoạt động ăn uống vui chơi, đi lại giải trí, xả stress. Bởi vì theo trang tin Mekong Asian cho biết, tỷ lệ lạm phát tại Philippines đã tăng lên mức 7,7%, mức cao nhất trong 14 năm qua. Nó đang khiến cho người dân nước này phải chật vật, tiết kiệm các khoản chi tiêu hàng ngày khi giá cả hàng hóa đang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều so với trước kia. Chẳng hạn như với 8,5 đô la tương ứng với khoảng 210.000 Việt Nam, bạn chỉ có thể mua được vài lạng thịt lợn và vài cân gạo tại Philippines. Nhưng ở đất nước hình chữ S, bạn có thể mua được cả ký thịt lợn và 4-5 ký gạo để ăn trong vài ngày. Ngoài ra thì một cư dân mạng người Philippines từng sống tại thành phố lớn của Việt Nam còn cho biết, tại nước bạn cước phí đi taxi 4 chỗ từ 7 đến 10 km chỉ mất 90.000, tức là 205 peso. Một đĩa gà chiên 10 miếng ở McDonald's có giá là 191.000, khoảng 443 peso. Một bữa ăn sáng với đầy đủ rau tươi ở một quán ăn đường phố trung bình chỉ có giá 35.000 đồng, khoảng 81 peso. Một bữa bít tết đầy đủ cho hai người tại nhà hàng tầm trung ở đây cũng chỉ có giá 331.000, khoảng 768 peso. Giá vé bảo tàng ở Hà Nội chỉ 30.000 đồng, khoảng 69 peso. Hai tách cà phê ở một nhà hàng địa phương cũng chỉ tốn của bạn tầm vài chục nghìn đồng, tức là khoảng 75 peso mà thôi. Nhưng ở thủ đô của Philippines, bạn phải bỏ ra số tiền gấp đôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải biết rằng, chất lượng sống ở Việt Nam chỉ nhỉnh hơn một vài nước Đông Nam Á khác như Philippines. So với các nước phát triển ở Đông Á và Âu Mỹ, chất lượng của Việt Nam thực sự không thể nào sánh bằng, nên cần phải cải thiện hơn. Hơn nữa là trong năm 2023 vừa qua thì nền kinh tế Philippines đã có sự phục hồi đáng kể và tình trạng lạm phát cũng đã được kiểm soát tốt hơn hẳn. Vậy nên Việt Nam đừng vội ngủ quên trên chiến thắng tạm thời mà cần phải nỗ lực cố gắng hơn thật nhiều để không bị Philippines qua mặt trong tương lai.